Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezi đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series đó chính là Làng Cá Đại Chiến nha anh em ơi. Thì mình đã có tích được rất là nhiều cái vé triệu hồi anh em ạ. Và link tải cũng như tất cả những code mới nhất mình sẽ để phần mô tả, phần comment nhá. Anh em có thể tải về và chơi nhá. Game thì có trên cả Android và iOS, rất là tiện thôi. Chơi cực kỳ dễ. Và rồi thì mình sẽ đi triệu hồi nào. Đây rồi, chúng ta sẽ ấn vào cái phần ba gạch ở đây. Mình đã có khoảng 125 vé, mình tích rất là nhiều anh em ạ. Cầy cuốc rất là nhiều rồi. Tôi sẽ triệu hồi 125 vé nhá, 125 con cá ở đây. Rồi ok, xem ra tướng gì nào. Mong ra Luffy anh em ạ. Uầy, Blackbeard luôn anh em ơi. Tôi ra dâu đen này, pháp sư một tướng UR. Genos, đấy pháp sư. Ok, Genos đến từ Saitama đây anh em. One Punch Man. Ui ôi, tóc đỏ. One P đẹp nhờ. Mảnh. Để xem còn cái gì nữa không. Còn đầy mới nha. Còn 95 con cá nữa cơ mà. Genisu tia chớp vàng. Đến từ Kimetsu no Yaiba ha. Kakashi anh em ạ. Thầy Kakashi. Hokage đệ ngũ luôn. Cứ triệu hồi hết đi anh em ơi. Rất là nhiều mảnh luôn. Itachi ạ. Sát thủ à, ngon nghẻ nghe. Ngon thật sự luôn. Chúng ta có Izuku à. Tôi còn 5 năm vé nữa anh em ạ. Cứ triệu hồi hết đi. Kaido. Wow, một tướng đỡ đòn mới anh em. Hôm nay dám tướng mới thật. Denji ạ. Một tướng đỡ đòn đến từ cái bộ Chainsaw Man. Zoro đây. Tôi đang có Zoro anh em ạ. Zoro đánh khá ngon. Rồi, tôi hết vé rồi anh em ạ. Wow. Sẽ có thể nâng cấp được rất là nhiều đấy. Ấn vào phần tướng đây anh em nhá. Và chúng ta sẽ Naruto lục đạo, có thể tăng thêm sao cho Naruto lục đạo này. Đấy, ngon nghẻ ngay. Zoro. Zoro từ Zoro, Rona Zoro. Tôi sẽ phải thoát ra vào lại cái game này cái. Thì thoảng kiểu là nhiều người vào quá anh em, nên sẽ có hơi một tí lắc. Chúng ta sẽ vào trong cái phần này để tiếp tục nâng cấp tướng của chúng ta thêm. Đấy, Zoro này anh em. Zoro có lên được thêm sao thôi à? Ít nhờ. Goku này. Tôi gần như có đầy đủ tất cả các tướng rồi. Beerus. Ok. Tôi đang tập trung nâng hết vào Luffy cũng như là Zoro anh em nhá. Ok, xem con nào có thể tăng được sao. Elsa Scarlet con này chỉ là SR thôi. SSR thôi anh em ạ. Chúng ta chơi tướng UR thôi. Giờ ai chơi SSR nữa. Kaido này. Kaido cũng là tướng UR đấy. Kirito. Sakura. Genos. Genos không lên được. Con nào lên được nhờ. Nico Robin. Anh em phải tăng hết sao cái này đi. Nó rất là quan trọng đấy. Mảnh Bucky. Bên này ta sẽ có là Nezuko. Ở đây thì cái tựa game này mình cũng nạp khá là nhiều rồi anh em ạ. Chắc phải đến triệu rồi. Hơn triệu. Và mình sẽ tiếp tục là phải tăng hết sao cho những con tướng của chúng ta. Ở đây có Chopper này. Anh em có tăng hết sao cho mình. Cái này rất là quan trọng nha. Hinata. Hinata. Wow. Lắm sao thế. Còn hơn cả thằng Luffy của mình thôi rồi. Inuyasha từng SSR thôi. Nami này. Orihime từng SR. Rồi, sau khi nâng full rồi anh em ạ, anh em hãy vào cái phần của thư viện này. Anh em nhận hết mình tất cả những cái bông hoa nha, để mở cái hòm. Cái hòm ở trong cái nó có chứa cá. Rất là ổn luôn anh em. Vẫn còn tướng à? Đâu nhỉ? Shikamaru, ok. Thế rồi đấy, bên này ra đi. Denji, Goku, Blackbeard, Zenitsu. Tướng cấp UR sẽ được 3 bông hoa anh em ạ. Còn bọn này chỉ 2 hoặc là 1 thôi. Mình còn thiếu một con tướng Vegeta, Aokiji, Inosuke nữa này. Chưa đủ anh em ạ. Nico Robin, Bucky. Xong. Naruto. Nezuko. Hinata. Ui full luôn. Chopper, bên này thiếu còn thiếu Gap, Madara.
Saitama, Rengoku. Đấy, chứ còn nhiều tướng phết anh em ạ, tôi chưa mở được Kakashi. Anh em, mình có một lời khuyên cho anh em là anh em hãy cố gắng là cày cuốc thật nhiều, treo máy và để dành cái vàng ấy. Đây, nhận được cái hòm này, 600 vàng và đá tăng bậc. Cái đá tăng bậc rất là quan trọng nha. Cái anh em hãy để dành vàng để anh em mua cho mình cái đèn khò này, nó sẽ là auto click ấy. Đấy, và anh em hãy nhận thường xuyên cái này cho mình, cái ủy thác này anh em tăng cấp tối đa có thể, cứ sau khoảng là 4 tiếng thì phải, anh em sẽ nhận được một cái lượng thưởng treo máy rất là nhiều. Đấy, rồi nhìn trong xịn sòi cho anh em. Và tướng thì chúng ta sẽ cố gắng tập trung vào nâng vào cái tướng chính của mình là cái thằng X-Fish này. Đấy, cái thằng này trông khá là ngáo ngơ là nhân vật chính. Thanh niên là mê game tay cầm Switch, Nintendo Switch. Và nâng cấp cho mình còn tướng chính nha, có thể gánh team à. Mình đang nâng Luffy gear 5 rồi, cộng 4 rồi. Và mình còn nâng thêm Zoro nhé, Zoro. Mình để ý mấy cái top team ấy. Đây này, top team họ cũng chỉ chơi 1-2 con thôi. Thư mình sẽ nhận được thưởng thêm sự kiện tuần này. Đấy. Và mình sẽ ấn vào đây, ấn vào bảng xếp hạng này, top 1 này anh em. Top 1 họ sử dụng Luffy gear 5 và còn cả mặc bộ tốt độ không à. Zenitsu này, có nhớ càng nhiều sao thì càng cho vào thôi. Gojo này, Goku, Ugoku như kiểu đại tướng quân anh em ạ, kinh nhở. Blackbeard, Zoro, hay đánh Zoro ghê. Ace, có cả Ace Hòa Quyền và Ichigo à. Cái con nào càng nhiều sao thì mình nhét vào cũng được anh em ạ. Đấy. Nhưng mà Luffy thì sẽ dĩ nhiên rồi, Luffy, Kaido, các kiểu con là điểu. Đấy, tiếp mình sẽ tối ưu cái sức mạnh của cái team của chúng ta là bằng cách là chúng ta sẽ xem mà con nào có nhiều sao nhất thì mình nhét vào. Thế thôi. Beerus, Goku, Eren. Nói chung là bọn này cũng chưa có nhiều sao lắm. Bình tĩnh. Xem. Như thế này là hiện tại đây này là đang ổn anh em ạ. Nhá. Rồi tôi sẽ cần phải cày cái này lên thành 3.000 thì mới đột phá được cửa. Tôi sẽ mở hòm đi. Ui, nhiều hòm thế nhờ. Nhiều hòm thế nhờ. Cày quốc hòm này thì quá là lắm anh em ạ. Quá là nhiều quà. Rồi, mở ra anh em ơi. Dương đồng sẽ mở hết ra nguyên liệu để nâng đồ cho các con tướng của chúng ta. Đấy, trên kia kìa. Cái mục tiêu nhiệm vụ. Ui, được Rengoku Flame ạ. Cũng kiểu đó nút ấy, đó nút giống kiểu Ace anh em ạ, một lỗ giữa ngực luôn. Đây. Quan trọng là cái hòm cuối cùng rồi này. Ok, không được nhiều lắm anh em ạ nhỉ. Yeah. Cái hòm cuối là có tỷ lệ ra được tướng UR. Ok. Đấy, tôi được hai cái hòm. Được đúng hai cái hòm mà để nhận tướng UR thôi. Cái dương kia thì được đúng hai cái hòm với 33% xác suất có thể nhận được tướng UR anh em nhá. UR đi. Mảnh Izuku và mảnh Lo. Thôi rồi. Tạm thời thế đã nhá. Rồi, lực chứng của mình lên tận 671.000. Và mình đang đến ải là 384 rồi. Anh em có muốn thêm kiếm thêm thì anh em hãy vào trong cái vượt tháp này là anh em sẽ kiếm thêm rất là nhiều cá ha. Nhưng mà càng lên càng sẽ càng khó. Ôi, chiến thắng rồi anh em ơi. Nâng cấp tí là chiến thắng ngay. Sáng nay mình vừa thua nhưng mà mình đã nâng cấp lên và nhận được cái hòm này. Nó có 10 cá. Và cách kiếm cá thêm thì anh em có thể vào một vài cái thứ ấn vào sảnh này, ấn vào cái săn kho báu này. Đấy, anh em chơi cái này anh em sẽ nhận được cá. Nói dạng như kiểu là ba cái giống nhau nó sẽ có thể nổ hũ kiểu đấy ha. Này đi. Oh my god, nên khó thế. Chơi lại. Cái này cái map này hơi khó này, chứ không dễ đâu nha. Đây rồi, ba mũ của Lo này. Đấy, tôi phải mở cái này ra trước. Vì nó khá khó. Chơi. Đây, may quá, vẫn có thể là đánh được. Mũ của Lo, tôi sẽ cần phải tính toán anh em. Không được.
Cái này khá khó, mình lên đến tầng màn 6 là bắt đầu là mệt rồi, không dễ như trước nữa. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ ấn vào trong cái sự kiện để nhận quà ha, 7 ngày lễ hội này. Đấy, cấp trang bị này. À, phải nâng cấp cả trang bị nữa nhá. Nếu phải nâng cấp cả trang bị này. Thêm được gói đá mài. Ngày 1 vượt được khoảng 350 ải, được thêm 2 con cá nữa. Sự kiện 7 ngày lễ hội. Đây đây đây. Ấn vào đây. Sự kiện tháng chiến lệnh. Cũng phải mở khóa cái này cũng được, mình đang có bao nhiêu nhỉ? Thoải mái, tôi nghĩ mình sẽ mở khóa cái cửa hàng này. Chiến lệnh này sẽ được nhiều thứ hơn đấy, kiểu kiểu thế. Quay lại phát. Phải thoát ra vào lại ấy, tại vì đông người chơi quá mà. Server nó sẽ hơi lag một xíu. Tôi nghĩ tôi sẽ mua cái chiến lệnh này, tại vì nó có rất là nhiều cái đá tăng bậc này. Mở khóa được gần 900 thôi. Và được thêm thằng Goku Long Vương luôn anh em ạ. Ơ được. Goku Long Vương luôn, đấy. Mở khóa cái chiến lệnh này, ngon nghẻ ngay. Và cho có Goku Long Vương luôn anh em. Goku này, ngoại trang này. Tôi chưa sở hữu được cái Goku Long Vương này à? Chưa sở hữu được anh em ạ. Phải làm nào để có thể sở hữu được cái Goku Long Vương này nhỉ? Chưa đủ anh em ơi. Tích lũy điểm đấu trường trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận được cái phần thưởng anh em ạ. Anh em phải tham dự cái đấu trường. Chắc anh em phải tham dự cái đấu trường thì anh em mới có thể lấy được. Tôi đang kiếm xem cái phần đấu trường, nhiệm vụ này, sự kiện, bạn bè, thư, triệu hồi. Triệu hồi trước đi á. Mình đang có 31, mình triệu hồi nốt đi á. Triệu hồi tiếp. Không ra Luffy nhỉ. Toàn ra mảnh của con gì ấy. Mảnh Denji kìa.